áo Đức Bà. Có hai lời hứa của Đức Mẹ đã hứa với những ai mặc áo Đức Bà. Đức Mẹ đã hứa với Thánh Samuel Stock ngày 16 tháng 7 năm 1215 là: ai mặc áo này trong giờ chết sẽ không bị lửa đời đời thiêu đốt. Đức Mẹ hứa với Thánh Giáo Hoàng John thứ 22 năm 1322: ta là mẹ ơn sủng, ta sẽ xuống vào ngày thứ bảy để đón tiếp những kẻ mặc áo Đức Bà, để sau khi chết họ sẽ khỏi phải vào lửa luyện tội. Để được ơn đặc biệt này, Đức Mẹ có ra ba điều kiện để giữ là: mặc áo Đức Bà, thực hành sự trinh khiết trong cuộc sống, đọc kinh áo Đức Bà mỗi ngày. 15 ơn Đức Mẹ ban khi lần hạt mân côi. 15 ơn cả Mẹ ban là nguồn thánh phước chứa trang đời đời. Kẻ nào trung tín làm tôi bằng kinh lần hạt mân côi nhiệt thành, Mẹ ban đặc biệt ơn lành và giữ gìn họ che bên hộ phù. Còn như tà thuyết tử thù, hòa bình tội lỗi nết hư ngang tàn, mân côi khí giới vạn năng sẽ trừ diệt hết dễ dàng chóng mau. Mân côi là phép nhiệm màu, điểm tô nhân đức công lao rạng người. Linh hồn chán ghét sự đời, hướng lòng triều mến nước trời cao sang, lập công nên thánh dễ dàng. Nếu trăm lần hạt siêng năng nhiệt thành, những ai đã phó dân mình bằng kinh lần hạt hãy đinh ninh rằng, thế nào cũng hưởng thiên đàng, linh hồn không phải đài sang ngục hình. Trải qua kiếp khổ binh sinh, ai siêng lần hạt Chúa dành đặc ân, cứu nguy chữa khổ giải oan, họ không phải phạt theo cân công bình, lại không phải chết thình lình. Tội nhân sẽ được an lành ăn năn, kẻ lành thì sẽ vững vàng trong ơn nghĩa Chúa trên đàn đức nhân. Những ai lần hạt ân cần thì Mẹ sẽ liệu khi gần mạng chung, được chịu các phép sau cùng như là nguồn mạch phúc hồng chứa trang. Với con Mẹ dám cam đoan, những ai lần hạt chuyên chăm trung thành sẽ dư ơn Chúa nhân lành, sẽ đầy ánh sáng thông minh tuyệt vời. Khi sinh sống lúc qua đời sẽ được truy nhận, được mời thông công, thông công huân nghiệp vô cùng của cả thần thánh thiên cung triều đình. Ai trăm lần hạt nhiệt thành sẽ mau khỏi lửa luyện hình đau thương, rồi lên trên nước thiên đường sẽ vượt vinh hiển phi thường lớn lao. Mẹ đoan với kẻ nguyện cầu rằng cứ lần hạt ơn nào cũng cho. Những ai khốn khó rủi ro, Mẹ bên vực hết cứu cho khỏi phiền, nếu ra công sức tuyên truyền cho người đời biết chuyên chăm nguyện cầu bằng kinh lần hạt cao sâu. Ấy là ơn trọng bút đau tả cùng, xin Mẹ con Mẹ bằng lòng để cho các thánh thiên cung triều đình hộ phụ các kẻ binh sinh vào mân coi hội như binh cơ hùng. Lại còn cái thú du long, những ai lần hạt được hồng phúc dư là em của Chúa Giêsu,
là con riêng mẹ, vui như một nhà. Sau cùng phép thánh Rosa giữ cho đầy đủ chính là dấu riêng, những người Chúa chọn cách riêng để sao hưởng phúc ở trên thiên đàng. Amen.